Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Mai Khôi Ngày hôm nay Mai Khôi vào bếp sẽ nấu bánh tét Mình nấu theo kiểu cấp tóc nha Không có mất nhiều thời gian Cách gói bánh thì dễ dàng Không cần phải sử dụng dây Bánh chỉ cần nấu trong vòng 60 phút Bánh sau khi nấu xong thì mềm dẻo rất là ngon Bây giờ mời các bạn vào bếp cùng với Mai Khôi nấu bánh tét nha Mai Khôi có ở đây là một ký nếp, nếp mình dùng thì là nếp Thái Lan. Mình cho nếp vào trong một cái tô rồi cho vào đây là một muỗng cà phê muối, sau đó cho nước lạnh vào. Mình sẽ vo rửa cái gạo nếp này qua 2 3 lần nước cho nó sạch. Nếp sau khi đã vo rửa sạch rồi thì Mai Khôi sẽ cho nước lạnh vào lại đây. Mình sẽ ngâm cái nếp này trong vòng 2 hoặc là 3 tiếng đồng hồ nếu như mà các bạn có thời gian hơn á, thì mình để 6 tiếng hoặc là các bạn ngâm qua đêm luôn cũng được Bây giờ mình đi qua ngâm đậu xanh nha, mấy khôi có ở đây là 400g đậu xanh Tùy theo các bạn thích ăn đậu nhiều hay ít mà mình có thể gia giảm cái lượng đậu xanh này lại rồi mình cũng sẽ cho nước lạnh vào đây và vo rửa qua 2-3 lần nước cho đậu xanh nó sạch Đậu sau khi đã vo rửa sạch rồi thì mình cho nước lạnh vào lại để ngâm cái đậu này Thời gian thì mấy khôi sẽ ngâm trong vòng một tiếng đồng hồ thôi Mấy khôi có ở đây là 600g thịt ba chỉ hay còn gọi là ba rọi Thịt này mình mua về rửa với lại nước lạnh có pha chút xíu muối giấm Rồi sau đó mình rửa qua nước lạnh 2-3 lần cho nó sạch để ráo nước Rồi bây giờ mình sẽ ướp vào trong cái phần thịt này nha cho vào đây là 1 1 phần 3 muỗng cà phê muối và 2 muỗng cà phê đường. Cho vào đây 2 muỗng canh hành tím băm nhỏ và một ít tiêu xay nhuyễn. Ở tiêu các bạn cho nếu mà ăn cay được thì mình cho nhiều nhiều chút ăn cái nhân của mình nó sẽ thơm ngon hơn. Về việc nêm nếm cái thịt này thì các bạn cứ nêm nếm theo khẩu vị ăn của gia đình mình nha. Rồi bây giờ mấy khôi sẽ trộn đều cái thịt này lên. Sau đó mình sẽ ướp cái thịt này ít nhất là 45 phút Các bạn có thời gian thì mình ướp lâu hơn Cái thịt của mình nó sẽ thấm ngon hơn ha Cái tô đậu xanh này mới khôi ngâm được một tiếng đồng hồ rồi Bây giờ mình sẽ đổ ra cái rổ cho nó ráo nước Sau đó cho vào trong nồi Rồi cho vào đây là 450ml nước Và 1 phần 2 muỗng cà phê muối mình dùng cái vá khuấy nhẹ cho đậu nước nó đều lại và sau đó mình sẽ nấu cho cái đậu này nó chín Lúc đầu thì mình sẽ để lửa lớn cho tới khi nước nó sôi, các bạn vớt bọt Sau đó hạ lửa nhỏ, thiệt là nhỏ, mình đậy nắp lại, mình nấu cho tới khi nào đậu nó chín mềm luôn Sau khi nấu được 15-20 phút thì nước trong nồi đậu nó đã cạn hết rồi nè Và đậu của mình nó cũng đã chín mềm rồi Thì bây giờ Mai Khôi sẽ dùng cái vá này mình tán cho cái đậu nó nhuyễn ra các bạn có thể dùng máy để xay cho nó thiệt là mịn ha mình vừa tán vừa đảo đều cái đậu này với lưỡi nhỏ để cho cái nhân đậu xanh của mình nó được khô ráo Khi mà nhân đậu xanh nó đã khô ráo bớt rồi đó thì mấy Khôi sẽ cho vào đây thêm một ít tiêu xay nữa để cho cái nhân nó được thơm ngon hơn. Rồi mình sẽ trộn đều lên và tắt bếp coi như đã xong phần nhân đậu xanh. Cho vào trong chảo này một ít dầu ăn, rồi cho vào đây là bốn muỗng canh hành tím băm nhỏ. Mình sẽ phi cho cái hành này nó thơm. Khi hành nó đã thơm lần rồi đó và bắt đầu chuyển sang cái màu vàng thì mấy khôi sẽ cho phần thịt ba rọi vào đây. Còn cái tô lúc nãy mình ướp thịt đó thì mình cho vào đây chút xíu nước rồi mình tráng đều mình cho vào trong cái chảo thịt này luôn. Mình sẽ trở cái phần thịt này lại nha Rồi sau đó đậy nắp nấu cho thịt này nó chín mềm Và đây là thịt mới Khôi nấu được sau 20 phút Các bạn thấy nước nó ra cũng rất là nhiều ha Và mình xiên qua cái thịt đó thì thấy thịt nó đã chín mềm rồi Thì bây giờ mình sẽ tắt bếp Mình gắp thịt ra một cái dĩa Còn cái phần nước này thì mới Khôi sẽ đổ qua một cái rây Mẹ Khôi thì không có sử dụng cái hành này, còn nếu như các bạn dùng thì giữ lại nha. Ờ, rồi mình sẽ lấy cái nước thịt này mình đổ qua một cái tô mình cân lên được 400 ml. Nếu mà nó không đủ thì các bạn cứ thêm nước lạnh vào cho nó đủ 400 ml nước ha. Bây giờ mình sẽ đi gói nhân trước nha, mình làm sẵn thì lát nữa mình gói bánh nó sẽ nhanh hơn. bé Khôi sẽ cân mỗi phần bánh là 200 g đậu xanh. Mình cho phần nhân đậu xanh lên trên cái màn bọc thực phẩm rồi sau đó sẽ dàn đều cái phần nhân này ra. À, mình sẽ lấy phần thịt mình đặt ở giữa thì do cái miếng thịt lúc nãy cái bề ngang nó hơi to đó thì mình gói lại nó không có đẹp mấy khôi sẽ cắt nó ra làm hai như thế này nè rồi mình chồng nó lên rồi bây giờ mình sẽ túm hai đầu lại mình cuốn nó lại cho nó thành hình tròn nha mình túm hai đầu hai bên cho phần đậu xanh nó dính chặt lại vào với nhau rồi mình lăn đều cho nó tròn cái phần nhân á thì khi mình gói cái nhân này các bạn nhớ cuốn cho nó chặt tay ha đó vậy là mình đã xong được một cái phần nhân rồi nè Bây giờ mấy Khôi sẽ gói những phần nhân còn lại nha Giờ mình quay trở lại với cái tô nếp nha Mấy Khôi ngâm nếp này được 3 tiếng đồng hồ rồi Bây giờ mình sẽ đi đổ ra cái rổ để cho nó thiệt là ráo nước Cho vào trong chảo này là một lon nước cốt dừa và ở đây là cái tô nước thịt lúc nãy mình để ra nè, 400ml á. Thì các bạn thấy cái lớp mỡ nó đóng ở phía trên, nếu mà các bạn ăn thì mình để như vậy mình cho vào trong chảo luôn. Còn ở đây thì mấy Khôi sẽ vớt cái phần mỡ này mình bỏ đi, tại vì mình cũng hơi an ngại với cái cân của nhà mình đó. <laughs> Mắc cỡ mỗi khi trèo lên. Rồi mình lấy nước thịt cho vào cái nước cốt dừa này luôn. Nếu như các bạn không thích sử dụng nước thịt thì mình có thể sử dụng nước lạnh thôi cũng được. Rồi mấy Khôi sẽ nêm vào đây là 1 phần 2 muỗng cà phê muối. Mình khuấy đều và nấu cho cái hỗn hợp này nó sôi lên. Khi mà cái hỗn hợp này bắt đầu sôi lên, các bạn thấy nó sôi lăn tăn nè, thì mình sẽ cho phần nếp đổ ra rổ cho ráo nước đó, mình cho vào. mấy khôi cho vào khi mà nước nó bắt đầu sôi á, thì cái nếp của mình nó sẽ đỡ bị nát nha. Rồi mình sẽ nhẹ nhàng đảo đều cái phần nếp này. Mình nấu cho tới khi nào cái nước cốt dừa thịt nó rút vào bên trong hạt nếp là được. Nấu nãy giờ thì các bạn thấy nước nó đã rút hết vào bên trong hạt nếp rồi nè Nếp của mình bây giờ dạng như là nửa sống nửa chín đó Rồi bây giờ mấy Khôi sẽ tắt bếp nha, mình đi gói bánh ha Mấy Khôi sẽ gói cái bánh này ở trên cái màng bọc thực phẩm trước để cho nó dễ gói đó Thì bạn nào mới gói lần đầu tiên cũng có thể làm được Mình sẽ cân mỗi phần bánh là 400g gạo nếp rồi mình dùng cái cây quét bột này nè, mình dàn đều cái phần nếp này ra mình dàn cái bề ngang làm sao cho nó vừa với lại cái phần nhân đậu xanh thịt nha đó mới khôi cứ tám lại hai đầu hai bên à, bốn bên luôn đó rồi bây giờ mình sẽ cho phần nhân vào ở giữa nè rồi mình túm cái phần nếp ở phía dưới đó mình cuốn nó lên trên thì cái này các bạn nhìn trên màn hình sẽ dễ hơn là mới khôi nói mình cuốn rồi mình siết cho cái nếp nó dính chặt lại vào với nhau nhưng mà lưu ý là các bạn đừng có siết nó quá chặt nha tại vì nếu mà nó chặt quá đó thì sau khi mình nấu xong cái bánh của mình ăn cái nếp nó sẽ bị sượng mà nó bị lỏng á, thì cái bánh của mình nếp nhìn nó kiểu rời rạc không có đoàn kết đó kiểu vậy đó cái này thì mình 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 gói nhiều thì mình sẽ quen tay đó khi mà mình thấy nếp nó đã bọc hết được cái phần nhân rồi á, thì các bạn cũng lăn lăn để cho cái phần phần nếp này kia nó được tròn lại nha nếu bạn nào không thích gói ở trên cái màn bọc thực phẩm trước thì các bạn có thể gói trực tiếp lên trên lá chuối luôn cũng được thì lá chuối ở đây mới Khôi chỉ dùng một lớp thôi Và cái lá chuối đợt này mình mua nó cũng hơi ta tua một chút Lá nào nó cũng bị rách hết các bạn Thiệt luôn á, cái người sao rồi mua cái lá nó cũng y chang à <laughs> Thì mình đặt cái lá nó có cái sóng dọc á Song song với cái người của mình luôn Mình cho cái phần nếp vào nè Và mình cuốn tròn lại thôi Thì khi cuốn các bạn cũng nhớ lắc lắc Rồi kéo kéo để cho nó chặt cái nếp nha sau đó mình sẽ túm hai đầu hai bên vào rồi mình cứ cuốn tròn cái bánh lại cho tới khi hết lá là xong Thì cái này mình dùng cái lá nó hơi dài hơn một chút nha các bạn Và mấy khôi thấy gói kiểu này thì không cần phải cột dây và cũng sẽ rất là dễ gói luôn Bạn nào mà không có khéo kiểu vụng về như mấy khôi đó vẫn có thể gói được Cái lá chuối của mình nó bị rách nó nói chung đi tới đâu cũng rách tới đó Cho nên gói nó hơi bới rối một chút xíu <laughs> Lá chuối này thì mấy khôi dùng là lá chuối đông đá Mình rã đông rồi rửa sạch Tại vì thường lá đông đá đó thì nó đã có cái độ dẻo rồi Còn các bạn muốn thì có thể trụng nhanh qua nước sôi Nó sẽ dễ gói hơn và rửa nó cũng sẽ nhanh sạch hơn còn nếu như các bạn mua lá chuối tươi về thì mình có thể trụng qua nước sôi cho nó mềm lá nè Hay là các bạn hơi trên bếp than bếp lửa Hoặc là các bạn có thể cho lá chuối tươi vào trong ngăn đông tủ lạnh Mình để không cần cho nó đông đá nha, mình để khoảng 30-45 phút cho nó mềm cái lá của mình ra thì mình sẽ dễ gói hơn Do cái bánh này mấy khôi không có cột dây cho nên để cho nó chắc ăn ấy, thì mình sẽ sử dụng cái giấy nhôm, giấy bạc này nè. Mình cuốn bọc ở bên ngoài cái bánh lại nha. Còn nếu như các bạn không muốn sử dụng giấy nhôm, giấy bạc này thì các bạn có thể lấy lá chuối đó, mình cột vòng ngoài cái bánh lại cũng được. Đây mấy khôi đã gói xong rồi nè. Còn nếu như bạn nào mà có cái màn bọc thực phẩm nhưng mà dùng trong nấu ăn chịu được nhiệt độ cao thì các bạn có thể thay thế cho giấy nhôm ha, mình bọc ngoài lá chuối. Sau khi gói bánh xong rồi thì mình sẽ đi nấu bánh Thì máy Khôi sẽ hấp bánh bằng nồi áp suất Mình cho vào đây một ít nước thôi Cái lượng nước thì nó chưa có lên trên cái mặt của cái sửng hấp này các bạn thấy không Tức là nó nằm ở phía dưới thôi đó Rồi mình sẽ đặt bánh vào để hấp nha Bánh do máy Khôi gói nó hơi dài một chút cho nên mình sẽ đặt cho nó nằm Tại vì nó đứng thì nó cao hơn cái nồi luôn Rồi mình sẽ đậy nắp lại Và máy Khôi sẽ chọn chế độ là hấp Thì mình bấm vào nút steam nha đây chữ steam bấm vào rồi thời gian thì mình sẽ nấu trong vòng 60 phút tức là một tiếng đồng hồ đó rồi sau khi nấu được 60 phút thì mình sẽ để cho cái nồi này nó xả tự nhiên ha và khi các bạn thấy cái nút mà bạc bạc nhỏ nhỏ này nè nó nằm thấp xuống thì tức là cái nồi này nó đã xả xong rồi thì bây giờ mình sẽ nhấn vào cái nút tắt nè rồi mình mở nắp ra ha để lấy bánh nha thì khi mà mình nấu bánh theo cái kiểu hấp này á thì khi bánh chín thì các bạn có thể lấy bánh ra là mình ăn được luôn. Ờ, mình tiết kiệm được cái thời gian là phải vớt bánh ra, rửa bánh rồi treo bánh lên đợi cho bánh nó thiệt là ráo lúc đó mình mới ăn được. Đó, nó mất nhiều thời gian lắm làm kiểu này thì nó nhanh hơn, cấp tốc hơn. <laughs> Đây bánh mới khôi đã lấy ra rồi nè. Bây giờ một là các bạn đợi cho nó nguội rồi hãy mở cái giấy bạc ra, còn không thì mở luôn nha, nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Đây mấy khôi mở ra luôn nè, nó đang còn nóng lắm luôn á. Đó, mình mở ra, thì trong cái bánh nó có cái lớp nước nó ra đó Thì mình lấy khăn giấy mình lau cho nó sạch ha Ở đây mấy khôi có một cái màng bọc thực phẩm nè Rồi mình lấy thêm một cái bao lì xì đỏ đỏ này nè Mình bỏ lên trên Rồi mình đặt cái bánh tét lên trên cái bao lì xì này nè Mình gói lại đó gói cái bao lì xì vào một cái là thấy tết liền hà thì khi mình gói như vậy á mình có thể sử dụng làm quà tặng đem đi biếu nè rồi bây giờ mấy khôi sẽ cắt cái bánh tét ra mình xem bên trong như thế nào nha bánh nó vẫn đang còn rất là nóng đó nó nóng phỏng tay nha à các bạn đúng kiểu nóng hổi vừa thổi vừa ăn <laughs> đây cái mặt bánh tét bên trong nè đó nhìn hấp dẫn chưa bây giờ mấy khôi sẽ gỡ cái lá chuối ở bên ngoài ra luôn nha Rồi mình gỡ một lớp ra rồi bây giờ mấy khôi sẽ cầm gần cho các bạn thấy nè bánh tét này thì mấy khôi không có sử dụng lá dứa cho nên nó sẽ không có cái màu xanh lá dứa mà nó chỉ có cái màu của nếp ở bên trong còn cái viền ở bên ngoài đó thì nó cái màu xanh từ lá chuối ha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt ra một miếng để mà ăn thử nha. Trời đưa cái dao vào là mình thấy cái bánh nó mềm lắm luôn á. Nè cái bánh nè. Rồi bây giờ mấy khôi sẽ lấy muỗng ăn thử ha. Đó các bạn thấy khi mà mình đè cái muỗng xuống á, là các bạn thấy được cái nếp nó mềm dẻo rồi nè. Đó, ngon lắm các bạn. Rồi mời các bạn ăn chung với Mai Khôi nha. Ừ, trời ơi, đúng luôn nó nóng hổi nè. Cái nếp thì nó mềm dẻo béo béo, nhân đậu xanh thì béo bùi. Bánh tét này mà ăn kèm với lại dưa món nữa thì tao nói hết sảy con bà bảy. <laughs> Đây bây giờ mình thử cái miếng thịt ha xem nó mềm như thế nào nè. Thịt này do mình đã nấu chín trước rồi cho nên khi đem đi hấp một tiếng đồng hồ thì thịt nó cũng mềm rụt ra nè. Đó. Và đây là bánh tét máy khôi đã để cho nó nguội hoàn toàn, tức là mình để sang tới ngày hôm sau rồi đó. Thì bây giờ mình mở ra xem cái mặt nếp nó như thế nào nha. Bánh hôm qua thì nóng hổi vừa thổi vừa ăn, bánh này thì không cần thổi tại vì nó đang nguội mà. Và theo như máy khôi thấy thì khi cái bánh tét này mình để nguội nhìn cái hạt nếp nó trong hơn, là lúc nó mới ra lò nóng hổi nè và mình bóp vào cái bánh nhưng mà nó vẫn có cái độ mềm dẻo đó mặc dù là mình đem hấp nha chứ không phải luộc đó thì nếu như bạn nào thích làm bánh tét theo kiểu cấp tóc như mai khôi không cần phải uh, cột dây không cần phải luộc mình chỉ cần đem đi hấp thôi thì các bạn có thể làm thử nha Bây giờ thì Mai Khôi xin kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã bỏ thời gian ra theo dõi cũng như là ủng hộ Mai Khôi. Nếu các bạn thấy thích thì hãy nhấn nút đăng ký kênh cũng như là like share video và để lại bình luận góp ý cho Mai Khôi ha. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo ở Biên Tố.